Con là nhớ ba con rồi phải không Quốc? Quốc à? Dạ. Việc đầu tiên con về nhà là phải quá giải với ba con. Ba con rất nghiêm khắc với con, nhưng mà rất thương con đó. Em cũng phải mất 9 năm để trở về gặp ba. Em chưa kịp chăm sóc thì ba đã qua đời mất rồi. Nếu mà nói đó là cảm giác hối hận thì cũng không phải. Nó cứ trống rỗng, lưng lửng, day dứt. Về nhà nhớ quan tâm tới ba con hơn nghe. Ba con hy vọng và đặt niềm tin nơi con. Con đừng có làm ba con thất vọng đó. Nước trà không đậm, trong veo, lại có hương cốm. Dạ, trà là do cậu Quốc đem về, kêu pha cho ông. Dạ, chào ông. Cảm ơn dì. Có phải là ngày xưa mẹ con hay pha trà này cho ba uống không? Con tưởng là kể từ lúc mẹ mất, ba đã quên vị trà này. Không ngờ ba vẫn còn nhớ ha. Con còn biết đường về nhà này nữa sao? Ủa, vậy chứ ba không muốn con về hả? Thôi mà ba, con xin lỗi ba mà. Con hứa với ba là kể từ nay về sau, con sẽ chấp nhận sống hòa bình với ba. Nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ hoa. Chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là